Chúa tự nhiên đây anh em nha. Đó. Thịt chim mùi ông dế. Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ đi tìm ông dế rừng đó, và đây là cái trên đỉnh đồi rừng già luôn anh em nhé. Mình sẽ đi theo hướng đằng này đó. Đi chết bên này nhé. Đi thêm đi lên trên này, lên cái đồi này đó. Chắc còn một cái cây thì ông dế nó mang nhựa cây ở ngay đây anh em nhé. Ông dế nó mang cái cây này này. Ông dế mang nhựa cái cây này, mọi năm là hay mang ở đây anh em nhé. Đường này thì đường trâu đi thôi. Đến cái cây, đến cây rồi anh em nhé. Đây nha, cái cây này là cây dẹ đó, ở ngay trên đỉnh đồi anh em nhé. Đỉnh đồi rừng già luôn anh em ạ. Đó. Ở dưới này thì là một cái bạn. Ông dế thì mang nhựa cây ngay cái khúc này nhá. Đang bơi bay trên đấy này. Đấy. Em có thấy không ạ? Đấy. Đang bay trên đấy này. Thì nó bay theo hướng này anh em nhá. Rồi bay theo cái khe này dọc xuống dưới anh em nhá. Thì mình sẽ đi ở dưới này tìm xem có ok không. Đây, ông dế mang nhựa cây ở đây anh em nhá. Nào hút nhựa cây này anh em này. Đây nha, thịt chim này. Đấy, phần đùi con chim. Mình giờ mình đi mồi xem con dế nó ăn, ông dế nó có ăn không nhá. Hai con. Đây nhà anh em nha. Ông dế đang ăn thịt chim. Đó. Một cái lý do là tại sao mình không cho nước đường là nước mật ong để cho nó mang đi. Mình hay dùng thịt chim, bởi vì cái thịt chim nó sẽ nặng hơn. Khi ong bay thì ong sẽ bay cao, mình sẽ nhìn sẽ rất là dễ nhìn xem ong bay đi hướng nào và ong đi xa bao lâu anh em nhé. Và đặc biệt là anh em có cái ống nhòn xem ong thì dùng thịt chim thì nó rất là ok luôn. Nó với cái lý do rất là đơn giản là nó bay cao. Nó không bay thấp như kiểu mang nước mật với lại là nước
đường. Cái này nó mang thịt, nó mang một cục thì nó sẽ nặng, nó sẽ bay cao. Đó. Nó chuẩn bị bay rồi anh em nhé. Đây nhà. Ông dưới đang ăn thịt. Bay đi rồi. Đang rất là sương xạ luôn anh. Chưa biết anh có thấy gió không? Đấy. Một cục cực to luôn nha. Này một cái đùi chin này thì nó mang mấy chuyến là hết. Này đùi chin rất to luôn nha anh em nhé. Sướng quá đang không. Đây nặng quá nó còn rơi xuống đất. Nặng quá nó không bay được, nó bay xuống rơi xuống đất, bay thẳng đi luôn. Rất là sương luôn anh em ạ, cho nên là bây giờ rất là khó nhìn. Mình chỉ mồi đợi một tí nó hết xương mình mới xem được đi đâu anh em ạ. Rồi anh em cố gắng theo dõi nhá, để mình còn có thành quả hay là không thì anh em cùng theo dõi nhá. Chúa tự nhiên nhá, ông tự nhiên này. Tầng trên trên này thì nó nợ hết rồi. Tầng trên này thì nó cũng nợ vài con. Tầng thứ ba thì mới đẻ trứng thôi.